Mình chào tất cả các bạn nhé, tiếp tục thả lưới các bạn nhé. Mình thả, mình quay cho các bạn xem nhé, xem cá hôm nay có nhiều không nhé. Mình thả xong rồi các bạn ạ, đi đủ rồi, có cá mắc này, bây giờ đi bắt các bạn nhé, bắt xem bắt sao thôi đây. Bây giờ đi bắt các bạn nhé. Lưới đoạn này không thấy. Đoạn đầu này dính mấy con rồi này, à, không thấy nhá. Đây. Đây các bạn, cá to các bạn này. Ơi trời. Xem có mắc miệng mồm gì không, mắc vào miệng cả này. Đi ra khỏi miệng rồi thì khử thôi. Quật mày, quật thế đâu được. Quất vào lưới, quất vào vợt, một con.
của em rồi. Em này, em này nữa. Quật vào vợt. Xem nào, mắc ở đâu nào. Mắc miệng, tao khở cho. Chưa hết. Còn mắc miệng. Xong rồi đấy. Rồi, hai con. Hai con các bạn nhé. Nắng lắm. Tiếp nhé. Con là quật đầu kia rồi. Đây, con thứ ba đây. Này. Con này không mắc miệng. Rồi. Xem còn con nào nữa không nhá. Đi tiếp. Yên tĩnh quá. À, đầu kia có kìa. Sảy rồi đi. Sảy rồi. Ồ, con. Nhỏ. Con này thì hơi bé. Vào lưới rồi. Vào vợt rồi. Được 4-5 con gì đây các bạn. Đấy, được một mớ đấy. Mình phải rời lưới sang bên này các bạn nhé. Bên này cá to nhiều này. Đấy, mình rời lưới sang bên này nhé. Mình rời lưới sang bên này thì khi nào ấy thì mình quay cho các bạn xem nhé. Bắt mình quay nhé. Giờ mình tạm dừng máy ở đây. Giờ sang bên này này. Bên này cá nhiều lắm. Mình thả lưới rồi các bạn nhé. Thả vòng vòng kìa, cá kìa. Để đi đuổi nhá. Cá khôn ranh lắm. Đi đuổi. Lưới thả đây này. Có con mắc rồi đấy. Đấy. Oh, mắc 2 con, 3 con. Mắc một đống kìa. Đấy. Đi đuổi đi. Đấy, đầu kia mắc rồi, mắc rồi. Đấy, con. To chưa? Chạy chưa? Cá cực to luôn.
nhiều. Bắt phát này nữa là về các bạn nhé. Đấy, phát này chắc là cũng có đấy. Mắc lưới đây kìa. Đầu kia kìa. Đuổi đi. Đuổi đi, đuổi đi. Nằm trong này. Cả giờ nằm trong này. Không thủ ra. Ẩn kìa, chạy kìa. Chưa. Chạy. Ẩn trong này này. Không chịu ra. Đuổi đi. Đuổi cho nó mắc đi. Đi bắt nhá. Đuổi thật vòng rồi đấy. Đi bắt thôi. Ô, khôn à. Chạy vòng qua lưới. Đấy. Giờ này khôn lắm. Chạy vòng qua lưới nhá. Lưới mình thả trong này. Con gì kéo ra đâu kia. Xem nào. Không có. Bèo. Có. Đây. Có con gì đang kéo đây. Đấy. To. Chép. Luffy. Vào đi. Đấy. Cho nó vào rồi nhé. Mày có mặc miệng không nào? Vướng có cái gì nữa. Rồi. Phá lưới rồi. Nó phá khiếp. Cách lưới. Đấy. Con này được một con rồi đấy. Con đây rồi này. Bùi chảng luôn này. Thấy chưa. Quá to luôn. Rồi. Vào đấy. Rồi, cái này để khử sau đi. Bắt cá cái đó. Đây có con gì này.
sậy rồi. Đây nhá, còn gì ở đây nhá. Đầu kia 2-3 con. Còn gì đây? Đây các bạn này, to chưa? Vật vã luôn. Khủng khiếp chứ. To kinh khủng nhá. Con này khủng thật thì. Vướng cái gì cái này, không chịu ra này. Con này to thật đấy. Ôi, ra đi cưng. Đây nữa. Đấy. Trên này nữa. Vướng ở đây nữa. Rồi, ra đấy. Rồi, tiếp tục. Con đây nữa này. Cá quá to luôn. Rồi, vào lưới rồi, vào vợt rồi. Rồi, khởi sau. Mấy con này đã 3 con. Con này trước này. Đây. Con kia, con đầu kia nữa kìa. Đấy. Mình nhắc lại với các bạn là đây là tự nhiên nhé, cá tự nhiên nhé, không có ai nuôi cả nhé, không, ruộng đồng mênh mông nhé, cá tự nhiên. Con này vướng miệng này. Rồi. Hết vướng miệng rồi đấy. Đấy xong. Khử hở cái miệng ra nó ra hết các bạn ạ. Rồi. Còn trên này nữa. Khiếp chứ. Mẹ này nhiều lắm. Mẹ này quá trời cá rồi. Mẹ này đúng là quá trời cá luôn. Cá khiếp đấy. Này nó vướng cái gì đây? Vướng cái gì? Rồi. Rồi.
mẹ này nhiều lắm các bạn ạ, kinh khủng chưa, tuyệt vời ông mặt trời. Ôi trời ơi, một đống cá kinh chưa, khiếp. Video này mình cũng kết thúc ở đây các bạn nhé, một đống cá luôn các bạn. Rồi quá nặng, nặng quá chừng luôn. Quá trời cá rồi, nặng quá. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Các bạn xem ủng hộ mình với nhé, thang lên vlog nghiệp sống hành tình các bạn nhé. Đấy, các bạn xem ủng hộ mình với. Xin chào các bạn ở đây.